Chào anh em nha, chia sẻ anh em một cái tác phẩm dúi nha anh em. Dúi hồi đầu. Cây này có một cái dáng rất là đẹp anh em nha. Đoạn hành này một khoai dúi dáng bay hồi đầu về nha anh em. Cây khá đẹp. Có thước máu, có thước máu nhiều. Thấy không? Hành 80. Cây này nành 3 người khiêng nha anh em. Chiều cao 1,5 m, còn hành gốc 80. Cây này nặng khoảng 130 kg nha anh em. Ba ông khiêng cũng vừa tay. Đường thân co lắc rất là đẹp nha. Đẹp không? Chốt cành trên thân đóng rất là bài bản nha anh em. Cây này rất là liền lạc cây nha anh em nha. Một phô dúi hồi đầu nha anh em. Chốt cành đóng phân tầng. Rồi anh em nào yêu mến thì giao lưu ủng hộ nha. Chào anh em.